Ngày 9 tháng 5, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Tiên Banh chi nhánh Sông Công triển khai chương trình Ngân hàng Gạo Nghĩa Tình, thực hiện hỗ trợ đối với 300 hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Chương trình lần này dành 300 suất bao gồm gạo và tiền mặt cho các hộ nghèo, cận nghèo tại phường Mỏ Chè, Thắng Lợi, Châu Sơn và xã Tân Quang. Các phần quà được phát tại 3 điểm, trụ sở ngân hàng, xã Tân Quang và một điểm tại phường Châu Sơn. Tổng các suất quà là 1,5 tấn gạo và 15 triệu đồng tiền mặt. Đây, thay mặt gia đình được nhận cái chương trình với quà của Ngân hàng Công Thương tặng cho gia đình hộ nghèo và cận nghèo. Gia đình chúng tôi là trong đối tượng là cận nghèo. Đây cũng là sẽ là động lực giúp cho gia đình tôi cố gắng để vượt khó, để vươn lên thoát nghèo. Đây là quà của Ngân hàng Công Thương giúp đỡ gia đình chúng tôi. Món quà rất lớn, chúng tôi sẽ vươn lên trong cuộc sống. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, cán bộ, người lao động của Vietinbank chi nhánh Sông Công đã đóng góp được 36 triệu đồng, trong đó ủng hộ 10 triệu đồng cho chương trình phòng chống dịch bệnh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố phát động, tặng 1 tấn gạo cho công nhân người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và tặng khẩu trang trị giá 16 triệu đồng cho các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn. Hôm nay thì cũng phát huy cái truyền thống tương thân tương ái của Vietinbank đối với cộng đồng xã hội. Thì Vietinbank thực hiện cái chương trình là Ngân hàng Gạo Tình Nghĩa. Đây là món quà nhỏ và ý nghĩa trong thời điểm này để giúp đỡ giảm bớt khó khăn một phần là đối với lại các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngân hàng Công Thương Việt Nam là ngân hàng thương mại nhà nước lớn và chủ lực của nền kinh tế Việt Nam. Vietinbank đã luôn đồng hành với chính phủ trong thực hiện phát triển kinh tế và an sinh xã hội. Từ tháng 3 năm 2020, Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Sông Công đã có nhiều chủ trương chính sách tích cực, trách nhiệm với cộng đồng như chương trình giảm miễn lãi, cơ cấu lại thời gian trả nợ đối với khách hàng vay, thực hiện miễn giảm phí đối với khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.